ra tiền học phí thì nó cho mình đóng hai học kỳ, hai học kỳ chưa liên quan gì con, sao được số hai năm mới học hè nó mới đi rồi nó mới về là giúp phúc đi đâu rồi con. Trước rồi cho trai giới thiệu cho trai thứ ba. Còn nhỏ. Nhưng mà hết á. Đây sao? Đây nhỏ nhỏ là nhỏ hết rồi. 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 Nh